Ở 20 nữ Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Tới mùng 5 tháng 6, tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ đã diễn ra trận đấu thứ hai giữa U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Lebanon tại bảng A vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024. Với tỷ số thắng cách biệt 3-0, đội U20 nữ Việt Nam đã giành vé vào thi đấu vòng chung kết. Theo huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản Akira Iziri, U20 nữ Việt Nam ra quân thi đấu trận này với đội hình mạnh và đã được tập luyện kỹ. Các cầu thủ đều có khả năng kiểm soát bóng, đá ban bật nhỏ với khung đội hình gắn kết, tinh thần tập thể cao. Giành chiến thắng đầu tay 3-2 trước U20 nữ Iran tại trận đầu ra quân, U20 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi với niềm tin chiến thắng ở trận đấu thứ hai. Liên tục dâng cao đội hình với nhiều pha bóng nguy hiểm vào khung thành đội bạn, tuy nhiên đến hết hiệp 1, đội U20 nữ Việt Nam vẫn chưa thể ghi được bàn thắng. Vào phút bù giờ thứ 4, hiệp 1, với đường đi bóng khéo léo cùng pha bật người đẹp mắt, cầu thủ Ngọc Minh Chuyên, số 9 đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội U20 nữ Việt Nam. Hàng ngàn người hâm mộ bất chấp trời mưa để có mặt tại sân vận động Việt Trì cổ vũ cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã hò reo không ngớt. Tại phút 76, bằng màn kiến tạo đẹp mắt của đồng đội, hậu vệ Lê Thị Bảo Trâm đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội U20 nữ Việt Nam. Chỉ 2 phút sau đó, cầu thủ Ngọc Minh Chuyên, số 9, tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển. Đội bóng U20 nữ Lebanon dù có lợi thế về chiều cao cùng lối chơi tấn công biên và nhồi bóng sâu, nhưng không làm khó được U20 nữ Việt Nam. Với chiến thắng cách biệt 3-0, U20 nữ Việt Nam đã giành trọn 6 điểm và có được tấm vé tham dự vòng chung kết.